Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự nóng nhất và mới nhất được chúng tôi cập nhật liên tục và phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Ngay sau đây sẽ là những nội dung nổi bật có trong bản tin thời sự ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua. Tối ngày hôm qua, sấm sét xuất hiện tại thành phố Thượng Hải đã đánh vào ngọn tháp truyền hình Minh Châu phương Đông. Một số cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán. Cũng có cư dân mạng cho rằng mục tiêu tiếp theo là sẽ là Trung Nam Hải. Ngày hôm nay, đỉnh lũ số 4 trong năm đã hình thành trên sông Hoàng Hà, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ có lượng mưa lớn nhất kể từ đợt lũ. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, Thượng Hải có mưa bão và sấm sét liên tục. Đột nhiên một tia sét rạch ngang bầu trời giống như một thanh kiếm sắc và đánh xuống tháp truyền hình Minh Châu phương Đông của Thượng Hải. Một nửa bầu trời đều sáng lên. Cùng ngày, Đài quan sát khí tượng Thượng Hải đã đưa ra cảnh báo tín hiệu màu cam đối với sấm sét. Thiết bị cung cấp điện của tuyến tàu điện ngầm số 17 Thượng Hải gặp sự cố do sét đánh, khiến một số tuyến tàu chạy với tốc độ hạn chế. Video trực tuyến cho thấy một tia sét đã đánh trúng đỉnh tháp truyền hình Oriental Pearl. Xung quanh nó có nhiều tia chớp khác kèm theo tiếng sấm rất lớn. Đối với sự việc này, cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán. Các nơi quan trọng đã bị sét đánh, đây là một điểm không hay cho đảng. Sét càng ngày càng đánh vào nhiều điểm quan trọng, liệu mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Nam Hải? Một số cư dân mạng cho rằng mỗi lần Đảng Cộng sản Trung Quốc gây rối ở Hồng Kông sẽ có dị tượng xuất hiện ở đại lục. Lần trước Bắc Kinh mở hội nghị âm mưu ban hành luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, đang ban ngày trời bỗng tối đen như mực, mưa bão gió rít. Hôm nay Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng luật an ninh quốc gia bắt giữ Jimmy Lai, Agnes Chow và các nhà dân chủ khác tại Hồng Kông. Tháp truyền hình Minh Châu phương Đông ở Thượng Hải đã bị sét đánh mà Hồng Kông có biệt danh là Hòn Ngọc phương Đông. Thiên nhân cảm ứng, làm điều ngang ngược, ắt sẽ gặp báo ứng. Vừa qua, trận lũ số 4 trong năm 2022 đã được hình thành trên sông Hoàng Hà, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ có lượng mưa lớn nhất kể từ đợt lũ. Ủy ban kiểm soát nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, vào lúc 8 giờ 07 phút, một đỉnh lũ với lưu lượng chảy 2.500 m/giây đã xuất hiện tại trạm thủy văn đường Mãi Hợi trên thượng lưu sông Hoàng Hà. Đây là trận lũ thứ tư của sông Hoàng Hà trong năm 2022. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo trong 2 ngày tới sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ hoặc mưa to ở khu vực phía đông tây bắc Trung Quốc, Nội Mông, Bắc Trung Quốc, Bắc Hoàng Hải và Đông Bắc Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy sẽ là 70-120mm ở Bắc Kinh Thiên, Tân Hà Bắc và những nơi khác là 150-200mm, kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa là 30-50mm, miền Nam Thiểm Tây, miền Nam Cam Túc và địa phương Bắc Kinh Thiên, Tân Hà Bắc 80-100mm. Còn có thể xuất hiện dông và gió giật hoặc thời tiết đối lưu khắc nghiệt như mưa đá. Sông Hoàng Hà dâng cao, lũ kéo tới tận sông Tiền Đường, Phượng Hoàng Cổ Trấn ngập trong biển nước. Kể từ đầu tháng 7, những cơn mưa xối xả ở Trung Quốc đã gây nguy hại cho hàng chục triệu người dân. Trong vài tuần gần đây đã ghi nhận ít nhất 88 người thiệt mạng. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh cho những cơn mưa lớn. Hiện nay, cơn lũ đã quét tới sông Tiền Đường. Năm nay, trận lũ lụt số 1 đã xuất hiện trên sông Tiền Đường. China News Server đưa tin. Sở Tài nguyên nước tỉnh Chiết Giang cho biết lúc 3 giờ 35 phút chiều mực nước của trạm thủy văn ở thành phố Lan Khuê, thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt mức cảnh báo 28 m. Chính quyền thông báo rằng trận lụt số 1 ở sông Tiền Đường trong năm nay đã xuất hiện. Địa phương đã khởi động mức độ ứng phó phòng chống lụt bão khẩn cấp 4 vào lúc 10 giờ 30 phút tối. Phía chính quyền cho biết toàn tỉnh Chiết Giang có 20 hồ chứa lớn và đã vượt mức giới hạn lũ, trong đó có 5 hồ chứa quy mô lớn và hồ chứa nước Khâm Thốn, huyện Tân Cương, hồ chứa nước Nam Sơn, thành phố Thạng Châu, hồ chứa nước Thang Phổ, quận Thượng Ngu, hồ chứa nước Đồng Sơn Nguyên, thành phố Cù Châu và hồ chứa nước Thanh Sơn, quận Lâm An. Các trạm sông hồ chính có 21 trạm vượt mức cảnh báo. Trong đó có một trạm vượt quá mực nước bảo đảm, đó là trạm Gia Hưng ở thị trấn Ô Trấn. Tính đến 4 giờ chiều cùng ngày, các hồ chứa lớn và vừa ở tỉnh Chiết Giang có tổng lượng trữ nước là 28.278 tỷ mét khối, tăng 3.804 tỷ mét khối kể từ khi bước vào mùa mưa. Lưu vực sông Hoàng Hà bước vào mùa lũ.
hồ chứa tăng lượng xả lũ lớn, Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo lưu vực sông Dương Tử sẽ lại có mưa lớn, lưu vực sông Hoàng Hà sẽ bước vào mùa lũ. Ủy ban Tài nguyên nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi gần đây đã yêu cầu hồ chứa Tiểu Lã trên sông Hoàng Hà bắt đầu xả lũ. Từ 8 giờ sáng, hồ chứa đã xả được với tốc độ 5.520 m3 trên giây. Chính quyền lại yêu cầu xả lũ mạnh để giảm dung lượng hồ chứa, bảo đảm trước mùa lũ phải giảm mực nước xuống dưới hạn mức cảnh báo lũ. Theo lời giải thích của ông Giang Ân Tuệ, Viện Phó Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi sông Hoàng Hà, kể từ khi vận hành hồ chứa Tiểu Lãng để, kết hợp với việc khống chế lượng cát dưới hồ, lưu lượng dòng chảy tối thiểu của dòng sông chính hạ lưu sông Hoàng Hà đã tăng dần từ 1.800 m3 trên giây lên 4.350 m3 trên giây. Nhưng dần dần lớp cát bùn dưới lòng sông bị thô hóa nên tạo thành một lớp dày từ vài cm đến hơn 10 cm, ảnh hưởng đến việc cải thiện khả năng của dòng chảy hạ lưu. Đập Tam Hiệp xả nước 34.800 m3 trên giây. Tân Hoa Xã đưa tin do chịu ảnh hưởng của những cơn mưa lớn ở trung và thượng du sông Dương Tử nên lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tiếp tục tăng. Để giải phóng dung tích hồ chứa nhằm ứng phó với lũ lụt có thể xảy ra trong tương lai, đập Tam Hiệp đã mở hai cửa đập vào sáng ngày 29 tháng 7, gia tăng lưu lượng xả lũ. Đây là lần xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp trong năm nay. Tính đến 3 giờ chiều, mực nước của đập là 148,31 m, xả nước ở mức 34.800 m3 trên giây, nhưng gần như không có khác biệt gì với mức 148,58 m. Việc đập Tam Hiệp xả lũ dự kiến sẽ mang lại áp lực rất lớn cho nhiều thành phố ở khu vực hạ lưu. Vào lúc 8 giờ sáng, Văn phòng thành phố Vũ Hán thông báo, qua theo dõi mực nước thực tế cho thấy, mực nước lúc 8 giờ sáng của trạm Hán Khẩu trên sông Dương Tử đã đạt tới 25 m, và trạm mực nước phòng lũ được thiết lập, thời gian chạm mức phòng lũ sớm hơn một ngày so với dự đoán. Ngoài ra, toàn bộ thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc nằm ở hạ lưu đập Tam Hiệp đã bị ngập nặng do lũ lụt tràn về. Ngoại giới cũng nghi ngờ rằng trận lũ này có liên quan đến vụ xả lũ khẩn cấp gần đây của đập Tam Hiệp, Phượng Hoàng cổ trấn, tỉnh Hồ Nam biến thành biển nước. Trên thực tế, mưa bão ở Trung Quốc không ngừng mở rộng và bây giờ đã đến tỉnh Hồ Nam. Trong đó, điểm du lịch nổi tiếng Phượng Hoàng cổ trấn bắt đầu mưa kể từ ngày 29, nhiều nơi trong nội thành đường biến thành sông. Một số nơi cục bộ nước ngập ngang thắt lưng và xe cộ bị chết máy trên đường. Theo quan sát của chính quyền địa phương, từ 2 giờ chiều đến 11 giờ đêm ngày 29, lượng mưa tích lũy ở trấn Đà Giang, huyện Phượng Hoàng đạt mức 219,5 mm. Những con đường thành phố cổ tuyệt đẹp hai bên sông Đà Giang đã bị lũ nhấn chìm, gây khó khăn cho việc đi lại. Theo các nhân viên của Cục Quản lý Khẩn cấp địa phương, từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối ngày 29, mưa lớn tập trung ở thị trấn Đà Giang, thị trấn Liêu Gia Kiều, thị trấn Vạn Vinh. Đài quan sát khí tượng Hồ Nam dự đoán từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 sẽ có mưa vừa đến mưa to ở trung tâm và phía bắc Hồ Nam, cục bộ có mưa to và rất to. Phía đông nam Hồ Nam trời nhiều mây, mưa rào nhỏ đến mưa hoặc mưa dông ở các khu vực khác. Vành đai mưa sẽ di chuyển đến Hoàng Hoài và Giang Hoài trong 10 ngày tới. Trần Đào, nhân viên dự báo cao cấp của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết đợt mưa này ảnh hưởng đến một khu vực rộng, thời gian mưa dài và cục bộ có lượng mưa lớn. Mưa bắt đầu từ Bồn Địa, Tứ Xuyên rồi di chuyển một mạch về phía đông. Vào ngày 28 tháng 4, lượng mưa ở An Huy, Giang Tô và các khu vực khác tăng đáng kể. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, vành đai mưa chính dần bị đẩy xuống phía nam đến phía bắc của Giang Nam, cường độ mưa giảm mạnh. Tuy nhiên, từ ngày 2 tháng 8, một đợt mưa mới xuất hiện ở khu vực Giang Hán và Giang Hoài. Đây là vị trí chồng lấn với khu vực chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn vào cuối tháng 7, nên lượng mưa tích lũy sẽ cao hơn 1 đến 2 lần so với trung bình hàng năm. Theo ước tính, trong 10 ngày tới, vành đai mưa chính sẽ chủ yếu nằm ở khu vực Bồn Địa, Tứ Xuyên đến Hoàng Hải, Giang Hoài, Giang Hán và phía bắc Giang Nam. Dự kiến sáng ngày 30 tháng 4 đến sáng ngày 1 tháng 5 sẽ có mưa to cục bộ ở khu vực Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Đông Bắc, Phúc Kiến và Chiết Giang. Trong đó, phía nam Tứ Xuyên, tây nam Quý Châu và tây nam Chiết Giang sẽ có mưa rất to từ 100-140 mm. Ngoài ra, một vài nơi còn có thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió mạnh. Tân Hoa Xã đưa tin, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu những cơn mưa lớn và có 13 đoạn đường bị ngập lụt. Cục khí tượng Vũ Hán đã dự báo mưa lớn vẫn sẽ xảy ra trong thời gian tới.
các nhà chức trách dự kiến sẽ có mưa to gần dòng chính của thượng nguồn sông Dương Tử trong một vài ngày tới. Đến giữa tháng 8, một đợt lũ mới có thể xảy ra ở hồ chứa Tam Hiệp. Mưa lớn dẫn đến lũ lụt ở khắp nơi trên toàn Trung Quốc. Theo giới chức, lượng mưa lớn đã gây ra thảm họa lũ lụt nghiêm trọng ở 27 tỉnh của Trung Quốc với hơn 11 triệu người mất nhà. Tuy nhiên, người dân địa phương còn nghi ngờ rằng chính quyền cũng đang bí mật xả nước trong các hồ chứa đầy nước mưa, làm cho tình hình lũ lụt càng trở nên tồi tệ hơn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc tuyên bố rằng kể từ tháng 7, mực nước của hơn 198 con sông tại nước này đã lên đến mức báo động, có nghĩa là các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát nước kịp thời. Bộ này cũng cho biết mực nước của 25 con sông đã đạt mức cao hơn mức cảnh báo vào ngày 28 tháng 4, nghĩa là tính mạng của người dân đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Dự báo cho các khu vực này sẽ tiếp tục có nhiều mưa lớn hơn nữa. Ngày 28 tháng 7, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đăng một thông báo báo động màu vàng là mức báo động thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Điều đó có nghĩa là lượng mưa đã đạt tới 50mm trở lên trong vòng 7 giờ. Cụ thể, các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy và Giang Tô cũng như Thượng Hải sẽ có mưa lớn trong vòng 24 giờ. Đỉnh điểm lượng mưa có thể đạt tới 200mm. Nghi Sương là thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc đã bị lũ lụt nghiêm trọng vào ngày 27 tháng 4 do lượng mưa lớn. Nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng Trung Quốc liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ bị rơi xuống cống và xe ô tô bị lũ cuốn trôi. Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử kể từ giữa tháng 4. Các khu vực thượng nguồn của dòng sông đã có nhiều trận mưa lớn làm đầy hồ chứa của con đập này. Người dân nói với Export Time rằng họ nghi ngờ chính quyền đã bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 28 tháng 4, ông Zhang cho biết mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước, tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Sương năm nay? Ông cũng nói thêm rằng lượng dư thừa từ hồ chứa có thể gây khó khăn để nước mưa chảy ra sông Dương Tử, do đó gây ra lũ lụt. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với The Epoch Times, ông Wang Weilu, một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức đã nói rằng hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh. Khi phải đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước, nó sẽ xả nước mà không báo trước. Đơn vị điều hành đập là tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc gián tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước từ hồ chứa. Trong một thông báo vào ngày 23 tháng 4, công ty này cho biết rằng vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó, tất cả 82 tổ máy thuộc sở hữu của công ty chúng tôi tại các đập Tam Hiệp, Cát Châu Bá, Khê Lạc Bộ và Hướng Gia Bá đã được đưa vào hoạt động. Đây là lần đầu tiên tất cả các tổ máy đều được đưa vào hoạt động trong năm 2022. Để tạo ra nguồn điện, cần xả nước từ con đập. Bao Zheng Feng, giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của China Zhangde Power Company, nói với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng lý do con đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động. Cả công ty và phương tiện truyền thông nhà nước đều không đề cập đến nguy cơ lũ lụt do xả nước. Cho đến nay, giới chức chưa công bố số người tử vong. Nguy cơ lụt lội tăng cao. Vào ngày 28 tháng 4, Hồ Tai ở tỉnh Giang Tô lần đầu tiên bị ngập trong năm nay. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo rằng mực nước Hồ Tai sẽ tiếp tục tăng trong 2 ngày tới do mưa lớn. Cơ quan này dự đoán sông Hoài gần đó trải dài qua các tỉnh An Huy và Giang Tô có thể sẽ vỡ bờ. Giới chức cũng cho biết sông Ô Tô Lý ở phía bắc tỉnh Hắc Long Giang, sông Đại Độ ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, sông Kỳ Thủy ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh, sông Gia Lăng chảy qua Tứ Xuyên và Trùng Khánh, sông Ngô ở phía tây nam tỉnh Quý Châu, sông Đoan ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc, sông Trương ở tỉnh An Huy và nhiều con sông khác đều đang trong tình trạng nguy hiểm. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết tối ngày 27 tháng 4, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Miên Ninh, giết chết ít nhất 12 người. Đến ngày 28 tháng 4 đã có ít nhất 10 người mất tích. Hồ Hoàng là một khách du lịch đến từ thành phố Miên Dương, đã đến thăm khu vực này với bạn bè và đã chia sẻ với The Epoch Times trải nghiệm của mình. Vào lúc 2 giờ hoặc 3 giờ sáng ngày 27 tháng 4, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ và thấy một ông già đang đứng dưới nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông lão vào phòng và thấy ông ta bị thương khắp người, chân ông ấy bị chảy máu. Cô Wang nói thêm rằng khách sạn nơi cô ở không gửi cô bất kỳ cảnh báo nào khi trận lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả nhân viên của họ đi từ trước.
Cụ Hoàng cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vài giờ sau đó, vào khoảng 7 giờ sáng. Nước ngập sâu phải tới 1,5 đến 1,7 mét, cô mô tả và cho biết. Các cấu trúc nhỏ của khách sạn đều đã bị trận lũ cuốn trôi đi mất. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt bản tin. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với ban biên tập chương trình kênh tin mới nhất xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.